Dạ, cảm ơn sang Cần Thơ, kính chào cô chú anh chị các bạn. Mời cô chú bạn vô luôn. Chào Gin, thường chậu chơi Tết 2024. Mình đất dì mai của Nút Hồ Giang của cô chú anh chị. Đây, cô chú anh chị nhìn rất là đẹp. Hàng thông, hàng điều chọn hết rồi. Cô chú nhìn xem ha. Nghĩa là thầy tiếp cho Nút hoặc mua sĩ thì đến đây vừa. Có dâu đải rất cao ha. Rồi, khi clip mất gian cô chú anh chị đợi nha. Rồi chào đúng rồi. Rồi chào Linh lên đây. Dạ. Rồi trở lại kênh Mông Sang Thơ em Út em. Tổng chào cô chú anh chị gần xa. Giờ giờ sức khỏe và làm ăn thành đạt trên mọi lĩnh vực ha. Sau đó em có giao lưu với anh chị là 20 cây mai giảo Thủ Đức. Mặt bông từ 6 đến 12 cánh anh chị. Số điện thoại của em là 0917145232 anh chị. Phí ship của em là 200 km luôn anh chị. Rồi đầu tiên là cây số 1 nha anh chị. Một cốt hẳn hết nha anh chị. Anh chị nào muốn có ưng bụng vừa mắt cây nào thì alo cho em. Cây nào cũng một cốt hết nha anh chị ơi. Nút nụ thì nó vô ok hết luôn nha anh chị. Vụ nút nụ thì em bao cho anh chị hết luôn. Vụ là khỏi chê nha. Điều chứ. Khỏi cần dạch. Chỉ lấy la xuống là cái nụ. Hoành cây này 22. Cây số 1 hoành 22 nha anh chị. Chi cành thì anh chị hộ em ha. Một gốc chi cành điều. Càng thì khó chơi ha, càng gió. Này mã số 1 nha anh chị. Tới ngang mình 1m6. Chiều cao mình 1m8 nha anh chị. Ngang 1m6, cao 1m8. Mã số 1. Mã số 1 này em giao lưu với anh chị là 1.900.000 nha anh chị. 1.900.000 cho mã số 1 anh chị ơi. Rồi đỡ cây luôn anh chị. Tiếp theo là mã số 2. Tiếp theo là mã số 2 nha anh chị. Cây nào cũng một cốt chân nha. Mặt bông thì ok luôn nha anh chị. Còn nút nụ thì em bao cho anh chị hết luôn nha. Tại em khi ở xa quá anh chị nhìn thấy cũng không rõ không. Hoành thân cây này 23. Quá dàn xương đẹp quá. Đi ghen. Một chủ. Chỉ cành thì anh chị nhìn hộ em hết luôn nha. Nụ thì ok hết trơn luôn. Tán ngang mình cũng 1m6 luôn nha anh chị. Nó là tầm chung chung, cây này chiều cao lên tới đọt là 2m rồi tính 1m8 nha anh chị. Nụ rồi thì ok hết trơn luôn nha, lên cái này. Khi nó lá quá cái nhìn nó cũng không được thấy không. Rồi mã số 2 này em giao lưu với anh chị là 2 triệu nha anh chị. Mã số 2, 2 triệu nha anh chị ơi. Phí ship của em 200 km nha anh chị. Rồi em xin đổi cây luôn chị. Theo là mã số 3. Cây nào cũng một cốt hết nha anh chị. Mã số 3 nha anh chị, chi cành thấp hết trơn nha anh chị, sát chân nha. Mã số 3 nha anh chị. Cây nào cũng cứng tạng hết trơn nha. Hoành thân cây này 23. Chỗ cây nhà xương này cứng dữ luôn. Kẹo hết trơn. Cứng tạng hết trơn. Tán ngang mình 1m5. Rồi chiều cao mình 1m6 nha anh chị. Ngang 1m5, cao 1m6. Mã số 3, mã số 3 này em giao lưu với anh chị là 1.800.000 nha anh chị. 1.800.000 cho mã số 3 anh chị ơi. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Cây nào cũng đẹp chân.
Đấy, cái nào cũng đẹp. Ừ. Okay. Đằng mai này thì chỉ cần thì anh chị mình ok hết. Rồi em xin đổi cây luôn chơi. Tiếp theo là mã số 4 luôn. Một cốt tàn không á. Cây đi. Nào tàn cũng ok hết luôn. Cây này có chớp hay cao sẵn luôn. Chỉ cành điệu chứ, keo chứ. Mấy cái nụ này to to nữa, nó bông chùm. Đo con cứ quyền tâm, chuyện hả? Đúng rồi. Quanh cái này 25 nè anh chị. Dạ, quanh 25. Mã số 4, quanh 25 nè anh chị. Điệu, to to điệu điệu. Tán ngang mình 1m6 nha anh chị. Rồi chiều cao mình tính 1m8 nha anh chị ơi. Hút cái thước luôn rồi. Chiều cao tính 1m8 nha anh chị. Mã số 4 này em giao lưu với anh chị là 2 triệu nha anh chị. 2 triệu cho mã số 4 anh chị ơi. 2 triệu cái số 4. Để chị thành. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Thời điểm này lá nó hơi xấu. Tiếp theo là mã số 5. Tiếp theo là mã số 5 nha anh chị. Cái này tàn tàn đa xè bự. Tiếp theo là mã số 5 nha anh chị. Hoành cây này 23 nha anh chị. Hoành 23. Hoành cây này 23 nha anh chị ơi. Mã số 5. Tán ngang mình 1m7 nha anh chị. Cái này tán ngang bự hơn chiều cao. Cao. Chiều cao mình 1m5 rồi anh chị ơi. Đây nè toàn mà con đá mà xè do. Mã số 5 này em giao lưu với anh chị là 1.800.000 anh chị. 1.800.000 cho mã số 5 luôn anh chị ơi. Phí ship của em là 200 km luôn. Số điện thoại của em là 0917 1522 anh chị. 1.800.000 cho mã số 5 anh chị ơi. Cái nụ ok là kẹo. Nút nụ thể xa quá, nhằm khi anh chị mình nhìn thấy không cỏ em bao cho nha. Lắp chân. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị. Một màu lan. Tiếp theo là mã số 6. Clip này em nữa em có hai cây cuối clip em có giao lưu với anh chị là hai cây mai bự nha anh chị. Tiếp theo là mã số 6 luôn. Nãy giờ cái nào nó tàn ok tròn vo. Xương đẹp luôn. Xương rất là đều luôn. Xương dần mai này xương đẹp lắm. Xương ok hết trơn. Hoành thân 22 nha anh chị. Xương đều ghen. Hoành thân 22 luôn. Lũ cũng đều luôn. Lũ này bự hết rồi. Tán ngang mình 1m5 luôn anh chị. Chiều cao 1m6. Ngang 1m5, cao 1m6 luôn. Mã số 6. Mã số 6 này em giao lưu với anh chị là 1.900.000 anh chị. 1.900.000 cho mã số 6 luôn anh chị. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị. Rồi tiếp theo là mã số 7. Cây nào cũng một cốt thẳng đứng chân nha anh chị. Ngày cây nhìn nó giống nhau không? Con khuôn một. Nó giống thịt nó giống nhau. Giống không à. Cây này thì hoành hay to hơn kia chút hình lực hơn. Cây này là mã số 7 nha anh chị. Cây này gốc đẹp luôn.
quanh cái rồi, quanh cái này 100 mấy luôn. Nó bự ghê quá, cái 100 mấy liền ha. Ừ. Quanh cái này 25 nha anh chị. Mã số 7 hoành 25 nha anh chị ơi. Trời xương quá trời luôn. Chi chích chi chích. Mã số 7 hoành 25 nha anh chị. Tháng ngang của mình 1m6 anh chị ơi. Chiều cao 1m8 nha anh chị. Ngang 1m6, cao 1m8. Mã số 7 nha anh chị. Mã số 7 này em giao lưu với anh chị 2 triệu nha anh chị. 2 triệu cho mã số 7 anh chị ơi. Rồi, số điện thoại luôn. Số điện thoại của em là 0917152232 nha anh chị. Anh chị nào mà có yêu thích cái nào thì alo cho em. Bên em có bự nhỏ gì cũng có đủ chân anh chị. Có dảo Tân Châu luôn nha. Chị Châu nào mà ghi. Có thích loại nào thì alo cho em. Bự nhỏ gì cũng có hết. Có loại nhỏ hơn loại này cũng có nữa nha anh chị. Rồi tiếp theo là mã số 8 luôn anh chị ơi. Ngày xưa hơi khổ nói cái nào lấy. Tiếp theo là mã số 8. Cái số 8. Cây nào cũng một cốt dàn xương thì thôi. Quá đẹp luôn. Chỉnh nen luôn. Đã luôn á. Ừ, đẹp. Dàn xương gì đây, mai mà dàn xương gì đây là quá ok nha anh chị. Hoành thân cây này 23 nha anh chị. Hoành 23 luôn. Mã số 8 nha anh chị. Nụ quá trời nụ. Mã số 8 nha anh chị ơi. Nụ cây này nụ dữ dằn luôn, nụ luôn nè. Dư luôn. Dư nụ luôn thiệt. Nụ này là dư luôn. Bắp xòi luôn. Tán ngang mịn 1m6 luôn anh chị ơi. Chiều cao mình 1m7 luôn anh chị ơi. Ngang 1m6, cao 1m7 nha anh chị. Mã số 8 này, mã số 8 này em giao lưu với anh chị là 1.800.000 nha anh chị. 1.800.000 cho mã số 8 luôn anh chị ơi. Vâng, ok. Cây dàn xương nó đẹp. Quá đẹp luôn. Nó đẹp sẵn đều. Rồi, em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Dàn xương nó không đều thì giá nó mềm. Đẹp, giá đẹp. Quan trọng cái mai này, quan trọng là cây mình chi cành đều nha anh chị. Lưu hoài nó cây sẽ lớn nó đẹp đều. Tiếp theo là mã số 9 nha anh chị. Cây nào lấy form đẹp đều ghen. Tiếp theo là mã số 9 nha anh chị ơi. Hoành cái này 23 nha anh chị. Hoành 23. Cái này cái bằng quay nó hay nghiêng nè. Bán ngang mình 1m5 anh chị. Rồi chiều cao mình 2m rồi anh chị. Ngang 1m5, cao 2m nha anh chị. Đúng, okay. Cái tông này hơi cao. Mã số 9 nha anh chị ơi. Phí ship của em là 200 km luôn. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Tàn xương cành đồ này kia thì anh chị nhìn hỏi em ha. Rồi mã số 9 này em giao lưu với anh chị là 1.800.000 nha anh chị. Rồi 1.800. 1.800.000 cho mã số 9 anh chị ơi. Chà chào to mà thấy gì tao bự bự. Nhưng ngoài rất là to. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Này mua chừng 2 cây để cái là bích chịch ở nhà. Tiếp theo là mã số 10 nha anh chị. Tiếp theo là mã số 10 nha anh chị. Cây nào cũng một cốt thẳng hết trơn nha anh chị. Thẳng bằng. Cây nụ ghê gớm. Cây nào chi cành cũng đẹp trơn nha anh chị. Quan trọng cái chi cành của mình nha. Hoành cây này 23 nha anh chị.
xương tàn đồ này kia là nụ là ok hết luôn nha anh chị. Xương tàn là khỏi nói gì luôn. Mai gì đó là tàn là ok dữ lắm rồi nha anh chị. Một phòng vip luôn rồi. Thì chỉ cảnh điều. Đúng có cái tông tàn thông luôn nha anh chị. Cái thông Noel luôn á. Nãy hoành thân 23 cây số 10 nha anh chị. Tán ngang mình 1,5 m nha anh chị. Rồi chiều cao này tính tới cái đọt là nó hút cái thước tính 1,8 m thôi nha anh chị. Cắt cái đọt bỏ xuống chút nha. Tính 1,8 m. Mã số 10 nha anh chị. Mã số 10 này em giao lưu với anh chị là 2 triệu rồi nha anh chị. Mã số 10 2 triệu. Mã số 10 2 triệu luôn anh chị. Cao 1,8 m nha anh chị. Nút nụ thì ok hết luôn. Nãy coi rồi điều. Tàn tròn do luôn. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Tiếp theo là mã số 11. Đứng nó luôn lên qua dạ. Lên. Ha, được ha. Tiếp theo là mã số 11 nha anh chị. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Phí ship của em 200 km luôn. Cái nào nó dàn xương rồi khó nói luôn. Hoành cây này 25 nha anh chị. Mã số 11 hoành 25 nha anh chị. Hình như số 12, số 12. Số 11, 11 hả? 11 hả? Số 11 hoành 25 nha anh chị. Dạ, xương đồ này kia thì quá ok luôn. Nụ thì thôi, nụ luôn. Thì em bao cho luôn. Bao từ A tới Z luôn. Tán ngang mình 1,6 m nha anh chị. Chiều cao mình 1,7 m anh chị ơi. Ngang 1,6 m, cao 1,7 m. Mã số 11. Mã số 11 này em giao lưu với anh chị là 2 triệu nha anh chị. 2 triệu cho mã số 11 anh chị ơi. Anh chị nào ưng bụng vừa mắt cây nào thì alo em luôn. 2 triệu cho mã số 11 luôn. Đang ok, nhận do nha. Rồi, tiếp theo là em số 12. Nào, đây nè. Tiếp theo là mã số 12 luôn anh chị ơi. 12 này hoành chắc có 25 cho nên. Cây mã số 12 này đẹp nha anh chị. Này đẹp thiệt đó, mà cây nào em thấy nó cũng đẹp hết trơn nha anh chị. Mỗi cây nó có dáng đẹp riêng của nó. Quan trọng cái anh chị mình mà ưng bụng vừa mắt cây nào thì alo cho em thôi. Cây này hoành hay to. Đúng rồi. Vậy nữa khỏi đo anh, khỏi đo lên đây. Nghe không? Hoành 25 nha anh chị. Hồi nữa nhắm chừng luôn đi lên đây. Ốp tài ha. Ừ. Cây này đẹp quá anh chị ơi. Này hoành 25 nha anh chị. Tán ngang mình 1,7 m anh chị ơi. Chiều cao mình tính 1,8 m nha anh chị. Bỏ xuống chút nha. Mã số 12. Số 12 nha anh chị. Hoành 25 luôn anh chị ơi. Để em quay một vòng nữa cho anh chị mình ngắm cái nha. Mã số 12, mã số 12 này em giao lưu với anh chị là 2 triệu nha anh chị. Hoành 25 luôn. 8,7 m. 2 triệu cho mã số 12 nha anh chị. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Tiếp theo là mã số 13 luôn. Bà tàn đã bị ngang cái xe dưới rồi. Kính. Kính tàn. Này nó hơi cao chân tí xíu nha anh chị. Này dằn dây xuống nhẹ là bất chịch. Rồi em lo quạnh cái luôn cho anh chị mình ngắm luôn. Hoành cây này 25 luôn anh chị ơi. Hoành cây này 25 luôn anh chị. Mã số 13 nha anh chị. Xương kẹo chứ.
Mã số 13 hoành 25 luôn. Này cứng tàn luôn nè. Tán ngang mình 1m7 luôn nha anh chị. Rồi chiều cao mình tính 1m8 đi anh chị. Từ mặt trậu lên nha anh chị. Cao 1m7. Ủa cao 1m8 ngang 1m7 nha anh chị. Mã số 13, mã số 13 này em giao lưu với anh chị là 1.700.000 nha anh chị. Nhìn ngoài bự, ra ngoài để ngoài chị bán luôn. Đủ thấy đều đều đều. Không vậy 1.700.000 luôn anh chị. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị. Cô chú anh chị mình có ưng bụng vừa mắt cây nào thì alo cho em. Ship tới nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Tiếp theo là mã số 14. Đàn cái nào đó cô chú anh chị yên tâm nhé, đều ghen đó. Nãy giờ cái nào cũng ok. Chi thành nó ok, đều. Sát sát. Mã số 14 nha anh chị. Này rộng dưới đất chừng 2-3 cây đấy nhà. Đất sân rộng rộng là ok. Nhìn đẹp. Mã số 14 luôn. Hoành 24 luôn, vàng 24 luôn anh chị ơi. Mã số 14 vàng 24 luôn. Tán ngang mình 1m5 luôn. Đủ nhóc chưa? Chiều cao mình 1m7 luôn. Mã số 14 nha anh chị. Mã số 14. Mã số 14 này em giao lưu với anh chị là 1.800.000 anh chị. Một triệu 800 ngàn cho mã số 14 anh chị. Để số 4 1.800. Rồi xin không? Đổi cây luôn anh chị. Để cô chú anh chị nghĩ nào hay tiếp chỗ. Anh đốc ha. Tiếp theo là mã số 15. Tiếp theo là mã số 15 luôn. Cái này khỏi ốm luôn ha. Khỏi đòi với bệnh ốm là ta đã vô là 25. Nhiều 25 phải không? Ừ. Là khỏi đòi nha. Ừ, 25 là chị heo luôn. 24 là lên đây. 25 hụt lên đây. Đi dưới 25 á. Ừ, dưới 25 ạ. Hoành 24 nha anh chị. Hoành 24. Tán ngang mình 1m6. Chiều cao mình 1m8 nha anh chị. Ngang mình 1m6, cao 1m8 nha. Cây nào chi cành đồ này kia thì cũng ok hết trơn luôn nha anh chị. Anh chị nào mà ưng bụng vừa mắt cây nào thì alo cho em. Mã số 15 nha anh chị. Mã số 15 này em giao lưu với anh chị là 1.800.000 nha anh chị. 1.800.000 cho mã số 15 luôn anh chị. Triệu 8 cái số 15. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị. Tiếp theo là mã số 16 luôn. Ok nữa. Cây này có cái bông gió luôn lên đây. Đây. Bên kia. Ừ. Mã số 15 nha anh chị. Tiếp theo là mã số 15 luôn. Phải không? Đúng rồi. Đó đó. 16 nha. Gì? 16. 16 hả? 16 nha anh chị. Viết cũng hết mực. Tiếp theo là mã số 16 anh chị ơi. Tán ngang của mình 1m5 nha anh chị. Chiều cao mình 1m7 nha anh chị. Nụ quá trời nụ. Cái nụ thì quá ok luôn. Nụ nhiều nụ là em bao cho anh chị nha. Tại vì khi ở xa quá, khi gọi nó cũng không có thấy cái nụ nha anh chị. Rồi. Mã số 16 nha anh chị. Mã số 16 này em giao lưu với anh chị là 1.600.000 nha anh chị. 1.600.000 cho mã số 16 luôn anh chị ơi.
bán giá hữu nghị cho anh chị luôn. 1,6 triệu cho giá cho coi số 16 luôn. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Tiếp theo là mã số 17. Một nhóc chỉnh. Tiếp theo là mã số 17 luôn. Em giống nhau không? Dễ thương. Tiếp theo là mã số 17 luôn. Phí ship của em là 200 km nha anh chị. Số điện thoại của em là 0917152232 anh chị ơi. Hoành 22 nha anh chị. Ông gió đẹp quá. Hoành cái này 22 luôn. Tán ngang mình 1m6 luôn. Bảy cánh. Cao mình 1m7 nha anh chị. Ngang 1m6, cao 1m7. Mã số 17 nha anh chị. Số 17 này em giao lưu với anh chị là 1.800.000 nha anh chị. 1.800.000 cho mã số 17 anh chị ơi. Quay 18 cây này thôi Huy, lại quay 2 cây bự đó Huy. Một triệu 800 ngàn cho mã số 17 anh chơi. Cô chú anh chị mình thích ha, còn dường còn nhiều á. Đã hậu cô chú anh chị bác sĩ. Rồi cây 18 đây nè Linh. Dạ. Này em giao lưu với anh chị là 18 cây nhỏ nhỏ, gọn gọn, gì dừa, tầm trung. 18 cây nhỏ, 2 cây bự. Số 18 nha anh chị. Tàn nhân điệu. Hoành cái này 23 anh chị ơi. Mã số 18 hoành 23 nha anh chị. Cây này nãy có bông gió rồi. Nè, gió. Ừ. Bông thì ok nha anh chị. Vụ bông đồ này kia thì bông đẹp lắm nha anh chị. Nụ nút nụ thì em bao cho anh chị hết luôn. Tán ngang mình 1,5 m nha anh chị. Nụ nó nhóc chằn kẹo chứ. Chiều cao mình 1,7 m anh chị ơi. Ngang 1,5 m, cao 1,7 m nha anh chị. Mã số 18. Mã số 18 này em giao lưu với anh chị là 2 triệu nha anh chị. Để trả lại cho tiếp với Huy ơi. Để trả lại cho tiếp chứ. Mã số 18 nha anh chị. Mã số 18 này em giao lưu với anh chị là 2 triệu nha. Cứng tàn hết trơn luôn nha anh chị. Cái này nếu mình lặt ra là nó không có bị lỏng tàn nha anh chị. Hình như là cứng ngắt luôn á. Vậy là cây mai mình nó lặt ra nó mới đẹp chứ thưa thưa quá thì cây mai nữa lặt ra cái nhìn thấy nó lỏng thỏng lắm. Chứng mà đều. Tại vì có lá giờ nó che vậy nữa mình lặt ra là nó vừa đó. Đâu nó thưa nữa nhìn thấy nó lỏng thỏng thỏng. Đúng rồi. Rồi mã số 18 nha anh chị. Chiếc nào clip này em giao lưu cho anh chị 18 cây mai này, 2 cây mai lớn nha anh chị. Số điện thoại của em là 0917155232 nha anh chị. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Dạ, tiếp tục qua cây lớn. Mình có 2 cây lớn nha anh chị. Hai cây lớn này là ok luôn nha anh chị. Thấy không, quay hết không Linh? Được được, qua đây đứng. Không quá, không quá. Để chút nữa nhờ nghiêng. Nghiêng được không? Để chút nữa nhờ Quyên nghiêng. Rồi quay trước, quay cái góc trước nha. Quay góc trước ha. Dạ. Qua nghiêng cây này, giật cái chỗ, cái cục gạch cho nó nghiêng vô trong cho nó dễ quay cây Quyên. Nghiêng vô được rồi, con nghiêng vô. Nó bị kẹt. Đứng không hết. Nghiêng mép kia vô trong kia luôn á. Nghiêng xuống là được rồi. Được rồi. Rồi vậy là được rồi đó. Cây này bự nghe tàn lắm cái tàn nha anh chị. Tàn này là khủng luôn á. Cứng tàn luôn. Cây mai mình đặt tàn vậy là mới là ok nha anh chị. Không nóng.
Mã số này là mã số 19 nha anh chị. Hoành cái này nó tới 100 mấy. Lớn mà, 200 mấy. Hả? Còn lớn 200 mấy. Ừ. Hoành cái này 29 nha anh chị. Hoành 29. Vàng 29 luôn. Quá là ok luôn nha anh chị. Nút nụ thì ok hết luôn. Điều điều chứ. Ừ. Cây này thì nụ nó hơi nhỏ tí xíu mà cũng vẫn kẹp bình thường nha anh chị. Nụ vàng. Ok. Cây này thì nụ hơi nhỏ tí xíu. Nụ đều cây hết. Khoảng 29 nha anh chị. Này là đi xa 4-5 mét rồi mới quay hết cây mai này luôn á. Đúng rồi, đã cỡ 4-5 mét mới hết nổi. Mai này tán ngang 2m2 nha anh chị. Chiều cao bao nhiêu Linh? Hút thước rồi. Tính 2m2 luôn đi. Cao 2m2. Ừ. Hút thước xa nha anh chị. Ngang 2m2, cao 2m2 luôn cho dễ nhớ luôn. Cái nào cũng hai con ngỗng hết. Hai. Hai le le. 2m2 nha anh chị. Quay chậm chậm cái nha anh chị, mình từ từ ngắm nha. Bên em cũng còn nhiều. Anh chị nào mà có mua số lượng nhiều thì alo cho em tính giá hữu nghị cho. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị, phí ship của em là 200 km nha. Rồi mã số 19, mã số 19 này em giao lưu với anh chị là 4 triệu nha anh chị. 4 triệu số 19. 4 triệu cho mã số 19 anh chị ơi. Điều điều chứ, tàn kính mít. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Nè, bỏ này nè cho thấy một tí nè. Đây nè. Nè. Bự. Này là nằm trong chỗ 8 nha anh chị. Rồi được rồi, nó nghiêng. Cái bánh trong anh đây, bánh. Nghiêng nghiêng đó. Cái đi, cái đi nó không ấy là được hả? Không phải nó hơi nghiêng không? Tại xô anh đây cái lúc nữa. À. Được không? Rồi. Xô qua. Sợ nó lúng nữa. Nghiêng không Linh? Không, không được anh. Hơi nghiêng tí xíu quá. Mã số 20 là mã số cuối clip nha anh chị. Này con nào nấy khủng quá luôn à. Này là nằm trong chỗ 8 nha anh chị ơi. Hoành thân cây này là 31 nha anh chị. Hoành thân cây này 31 nha anh chị. Đèn xương đều. Đèn xương thấp. Nụ thì khỏi chê luôn, kẹo nha. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Rồi cây nụ này ghê gớm rồi trời. Cây này nụ dữ dằn nụ. Em quay từ từ để em coi nụ, quá trời nụ. Đâu anh đâu có quay đâu Linh. Nó chớn đi nè hả? Nó giờ anh buông anh tính đâu mà anh quay. Ồ có nụ. Cây này dữ dằn cây. Ghi gớm nụ không? Tán ngang mình 2m2 luôn anh chị ơi. Đúng rồi cái này rồi, nụ. Rồi chiều cao mình cũng 2m2 luôn anh chị ơi. À xa nụ. Cái này là nụ tới nụ luôn. Còn đường nào nữa. Kẹo quá chứ. Cây này mà nữa mà nó chỗ cái là không thấy nhánh nha anh chị. Ồ quá dữ rồi nè. Mấy cái này còn ở ngoài này mà còn ở trong này nè. Ở trong này nè, trong lá này nè mới giữ dần. Nè, có nồi luôn. Nè. Nó là nụ mà nụ tới nụ luôn. Chị chích nha. Nụ chị chích thiệt. Nó đây luôn kìa, thử cái nữa coi. Điều chán luôn. Nếu không điều là không lấy tiền luôn. Đúng rồi. Dạ. Chỗ nào nó như bên ấy nha anh chị. Anh chị, tại vì lá quá là nó phức rồi nha. Đó, nè. Này đây mà có khúc này đây mà nụ nè. Quá dữ nụ luôn. Ôi ơi cái nè. Nụ này là khiếp hồn luôn nè, em bao nụ cho anh chị luôn đó. Nụ này là như cám luôn á.
Ủa này là như cám thiệt nè. Nè xuống cái này thôi dễ thấy nè. Thôi giờ đây nè, vậy đây vậy. Cái này chính là nhìn thấy nó ít hơn lật lên. Không. Ít không đây? Không. Cũng vậy à. Vậy thấy không? Nè. Để ghé nè. Thánh thiệt cái này. Vì nhìn mới phê nha anh chị. Nè nè, có báo giá cho Linh. Chưa. Mã số 20, mã số 20 này em giao lưu với anh chị là 4.500.000 nha anh chị. Chị cao như tới ngang như quên này. À, cao hoành 31, cao 2m2, ngang 2m2 luôn. 4.500.000 cho mã số cuối clip nha anh chị. Quá trời bự. Cái này nụ dữ dằn nụ luôn nha anh chị. Tiền khí ship, tiền này kia hết hồn. 4.500.000 cho mã số cuối clip nha anh chị. Số 20. Mã số 20 luôn. Vụ này là em bao bao nụ dư nụ cho anh chị luôn. Này là bao dư nụ luôn đó. Đẹp, đẹp, đẹp. Rồi, mã số 20 là mã số cuối clip nha anh chị. Quay vòng nó ha Linh. Dạ. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Phí ship của em là 200 km luôn nha. Quá trời dạng xương. Kẹo chứ. To, nụ kẹo luôn. Rồi. Cuối clip thì em cũng không có gì hơn. Em tổng chào cô chú anh chị gần xa, dồi dào sức khỏe và làm ăn thành đạt trên mọi lĩnh vực ha. Cảm ơn anh chị mình đã ủng hộ kênh bonsai suốt thời gian qua và mai vàng của chúng em. Em chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại clip sau. Rồi chào nút luôn. Chào, chào với cô chú anh chị bạn luôn. Quá quá xá cái cây. Rồi, luôn anh chị ơi. Anh chị nào có ứng dụng bụng vừa mắt cây nào thì alo cho em nha. Cái này có bông gió nó đẹp lắm. Đứng trên mình cũng thấy không dễ. Bông thì quá ok luôn anh chị. Rồi. Ok luôn á. Trân trọng kính chào.